Có mẹ nào mới mang thai mà bị ra máu như kinh nguyệt không? Ra máu khi mang thai tháng đầu hay trong tam cá nguyệt đầu tiên là hiện tượng khá phổ biến. Đâu là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này và mẹ bầu cần xử lý như thế nào? Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng ra máu khi mang thai tháng đầu hay trong tam cá nguyệt đầu tiên. Khoảng 20% phụ nữ mang thai có hiện tượng ra máu màu nâu nhạt trong thai kỳ, nhất là 3 tháng đầu mang thai. Nguyên nhân nào gây ra máu khi mang thai tháng đầu? Ngoài hiện tượng chảy máu do cấy ghép, hiện tượng ra máu khi mang thai tháng đầu còn có thể bắt nguồn từ những nguyên nhân như chảy máu màng. Khi mẹ bầu mang thai, lớp niêm mạc tử cung rất dễ bị bong trong do nội tiết tố trong cơ thể được đẩy lên mức cao. Hiện tượng này được xem là bình thường trong giai đoạn đầu của thai kỳ. Lớp niêm mạc bong bị tống ra ngoài sẽ gây chảy máu nâu nhạt, xuất hiện cùng chất nhầy. Quá trình trứng được thụ tinh, quá trình này thường kéo dài từ 2 đến 5 ngày và có thể kèm theo hiện tượng chảy máu nhẹ. Mang thai ngoài tử cung, ra máu khi mang thai cũng là một dấu hiệu của việc mang thai ngoài tử cung hoặc do động thai, sảy thai. Nếu thấy chảy máu kèm đau bụng dưới, mẹ nên đến ngay bệnh viện để được siêu âm. Do nhiễm trùng, vùng âm đạo hoặc cổ tử cung bị nhiễm trùng hoặc nhiễm bệnh lây qua đường tình dục, C cũng có thể dẫn đến chảy máu hoặc xuất huyết vài vết máu. Trường hợp này chảy máu thường kèm theo ngứa vùng kín hoặc đau rát khi đi tiểu. Mẹ bầu cần khám phụ khoa để được điều trị sớm. Sảy thai tự nhiên. Sảy thai thường xảy ra trong 3 tháng đầu của thai kỳ, tuy nhiên cũng có thể sau thời kỳ đó. Thai kỳ kết thúc trước tuần thứ 24 gọi là sảy thai. Trong vài tuần đầu của thai kỳ, bạn thấy có ra máu màu đỏ tươi kèm theo nhầy màu nâu thì phải liên hệ ngay với bác sĩ. Tụ máu nhau thai thường xuất hiện ở các phụ nữ lớn tuổi mang thai. Chảy máu nhau thai phụ thuộc vào tuổi tác của người mẹ và tuổi thai. Tụ máu nhau thai sẽ dẫn đến sảy thai, thai chết luôn hoặc đứt nhau thai nếu không được xử lý kịp thời. Hiện tượng này dễ phát hiện khi siêu âm phôi thai. Phải làm gì khi bị ra máu? Theo dõi số lượng máu qua băng vệ sinh để biết máu chảy nhiều hay ít và loại máu gì, hồng, nâu, đỏ, máu tươi hay máu cục. Nếu có bất thường hoặc lo lắng, mẹ bầu nên đi khám để xử lý kịp thời, tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc như động thai, sảy thai, sinh non, thai ngoài. Khi thấy bị chảy máu, thường là dấu hiệu dạ sảy thai, mẹ nên nằm nghỉ hoàn toàn, ăn các loại thức ăn mềm dễ tiêu. Đặc biệt, không nên quan hệ vợ chồng trong thời gian này. Vệ sinh cơ quan sinh dục hàng ngày, tránh tình trạng viêm nhiễm. Mẹ bầu cần đi khám ngay nếu thấy ra máu kèm các triệu chứng đau quặn ở bụng dưới, chảy máu nhiều, âm đạo chảy máu kèm theo giải máu đông, choáng hoặc ngất, sốt cao trên 38 độ C hoặc ớn lạnh. Nên báo cho người thân biết tình trạng chảy máu để kịp thời đưa tới bệnh viện trong trường hợp thai phụ choáng ngất. Ngoài ra, để phòng ngừa tình trạng ra máu khi mang thai tháng đầu hoặc trong thai kỳ do các nguyên nhân bất thường, mẹ nên khám thai và siêu âm thai định kỳ để phát hiện và giải quyết sớm những vấn đề bất thường của thai kỳ. Khám phụ khoa trước và trong khi mang thai nhằm phát hiện những bệnh lý về phụ khoa để điều trị cũng như theo dõi tình trạng bệnh. Cần có chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý, khám thai định kỳ theo lịch hẹn để có thể phát hiện sớm những bất thường trong thai kỳ. Để không ngừng nâng cao chất lượng tư vấn cũng như đáp ứng tốt hơn nữa các nhu cầu tìm hiểu về sức khỏe của khán thính giả, chúng tôi mong muốn nhận được thông tin phản hồi của quý thính giả. Nếu quý thính giả nào có bất kỳ thắc mắc cần giải đáp hoặc có những đóng góp nào tốt cho cộng đồng, xin hãy vui lòng di trú vào mục nhận xét phía dưới video này. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi lại quý thính giả trong vòng 24 giờ.